chị, sau khi mà cho David ngủ xong đó thì bây giờ là khoảng hơn 2 giờ mấy chiều, ở ngoài rất là nắng. Nhưng mà Nhi vẫn phải thu hoạch, tại vì ngày hôm nay thì Nhi cũng sẽ làm tất cả mọi thứ từ ngoài vườn cho tới trong nhà. Hiện tại thì anh chồng của Nhi anh đang làm cái đường đi thật là gấp, bởi vì thứ năm hoặc là thứ sáu trong tuần tới này á, thì có thể là mưa, mà mưa thì không thể nào mà móc cái ao á, với lại là làm đường đi được, cho nên là phải rất là gấp luôn. Để mà làm đủ giờ thì ảnh làm tới khoảng 3 giờ sáng. Sáng nay thì đã trả cái máy cô be xong rồi, thì sáng nay họ có giao cái máy xúc lại, thì cũng sẽ thuê trong một tuần là 50 tiếng. Hiện tại thì ảnh đang chuyển cái phần đất phía bên đó. Cô chú anh chị có thể thấy cái loại máy đó rất là dễ nha, nó có thể đi đường núi ở đường rừng rồi đó. Hiện tại thì ảnh đang lấy cái phần đất đó. Dạ. Dạ con xin chào ông bà cô chú, đi mà bà cứ đi theo nè. Coi nè, coi chứ. Now, stay up here. Stay up here. Thì ngày hôm qua thì Nhi cũng đã quay cái đường đi rồi, cho nên ngày hôm nay thì Nhi sẽ không có quay đường đi nữa nha cô chú anh chị. Ôi đang đi mà bà chó bắt theo nè, chạy theo hoài luôn. Lên đi, lên đi. Move. Đi. Tại vì mà nếu mà nó xuống dưới suối thì là nó sẽ đi lạc. Đi. Nhanh lên. Move. Go back.
anh nó mới hiểu hết ta. Go back. Go back home. Thấy cô chưa anh chị? Bà chó nó theo xuống đây. Rồi nó cô chú anh chị. Đây. Này thì vẫn chưa có được thành cái ao. Ông đang làm cho nó bằng lại. Where's the water come from? Spring. Oh. Đi nay nay chị đá đi đi. Nay nay đi vậy. Cắm. Nay nay đi. Because daddy will. Cắm đi vậy. Work late tonight. Should daddy hug. I'll do that. Nó dài hơn nha cả nhà, tại vì có nhiều người không cắm cái bình nó cao á.
ăn đi. Smile. Má ơi, ông thấp ông cao. Rồi, hả? Ừ. Quá đẹp. Được nhiêu đây nha mọi người. Để cho mẹ, để mẹ coi coi. Để chụp hình cái. Được nhiêu đây nha. Còn nhiều lắm nhưng mà cắt nhiêu đây thôi. Tại vì cắt lá xong á thì Nhi sẽ bỏ vô thùng nước trước đi. Rồi tối Nhi sẽ làm một cái này. Bí quyết để cho hướng dương nó tươi lâu nha. Nhớ, mọi người nhớ xem hết video để xem cái cách mà làm hướng dương tươi lâu nha. Giấm mình có thể để chanh cũng được, rồi Nhi sẽ để vô thêm một muỗng đường nữa, ngoài hai muỗng đi. Rồi vì lý do để mà giữ độ ẩm cho cái thân của hướng dương á, thì mình sẽ nhúng cái nhánh này nè ở trong nước sôi luôn nha.
mình nhúng khoảng bao nhiêu đây thôi, khoảng 20 giây thôi, sau đó mình lấy ra. Đó, rồi mình bỏ vô trong cái thùng có nước giấm với đường liền. Đó. Ôi cô chú anh chị ơi, bây giờ là khoảng gần 12 giờ khuya. Thì Nhi vừa mới xong cái hải hương này. Đây. Nhi xin phép được kết thúc video tại đây. Có lẽ là nó cũng đã dài rồi. Hiện tại thì ông xã của Nhi vẫn chưa có vô nhà, vẫn chưa có xong ở dưới suối. Ảnh làm chắc khoảng một tiếng nữa rồi ảnh mới về. Rồi bye bye cô chú anh chị nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều vì đã ủng hộ gia đình vợ Việt chồng Amis